Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Video hôm nay mình xin cập nhật luật mới đối với visa chờ về nước ha. Thì áp dụng từ ngày 1 tháng 6 là ngày hôm nay ha. Thì có hai trường hợp mình xin chia ra, là đầu tiên mình xin nói đến trường hợp thứ nhất là có visa hiện tại đến ngày 29 tháng 6 hết hạn, thì trong đó bao gồm A. Tục cư tê ca sư đồ 6 tháng thì sẽ được chuyển thành tục cư tê ca sư đồ 4 tháng. B. Tăng ki tai giai 90 ngày thì sẽ được đổi thành tăng ki tai giai 90 ngày. Thì đối với hai loại visa này á, mà hết hạn vào trước ngày 29 tháng 6 á, thì sẽ được gia hạn thêm một lần, tức là lần này bạn co xin rồi bạn sẽ được một lần, rồi sau khi hết lần này á, thì bạn có với một cái lý do là không thể về nước gặp khó khăn thì bạn sẽ có thể là được gia hạn thêm một lần nữa, tức là lần thứ hai ha. Đó đó là trường hợp thứ nhất. Rồi mình xin nói đến trường hợp thứ hai là có visa hiện tại có hạn sau ngày 30 tháng 6, thì trường hợp A là tục cư tê ca sư đồ 6 tháng thì cũng được đổi thành tục cư tê ca sư đồ 4 tháng. B. Tăng ki tai giai 90 ngày thì cũng sẽ được đổi thành tăng ki tai giai 90 ngày. Tuy nhiên á, đối với cái loại này á, thì khi hết hạn visa hiện tại á, thì bạn đi gia hạn chỉ được một lần, đúng một lần duy nhất thôi. Rồi sau đó thì bạn sẽ bắt buộc phải về nước, chứ không có giống như trường hợp 1 mình vừa nói ở trên ha. Đó, nên các bạn lưu ý, thì hết lần này mình gia hạn thì mình chỉ được một lần thôi, mình không có được gia hạn thêm nữa. Nên là các bạn chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị đặt vé, chuẩn bị tâm lý để mình về nước nha. Thì ngoài lề một chút xíu là cũng có một cái loại visa gọi là tục cư tê ca sư đồ nữa, nhưng mà nó là loại khác, với cái mục đích là hỗ trợ chuyển đổi sang những cái visa khác á, thì tiếng Nhật là Koyo-CN, mình xin lỗi, Koyo-EJ-CN ha. Thì đối với visa này á, thông thường lúc trước á, thì xin được một năm, mà có nhiều người thì có thể đổi gia hạn thêm được một năm nữa, nhưng mà hiện tại thì visa này thì chỉ được gia hạn một lần thôi, không có được gia hạn thêm. Mình nói ví dụ cụ thể để cho các bạn hình dung được là như thế này ha. Ví dụ như bạn A hết hạn thực tập sinh năm nay, tháng 6 năm nay hết hạn thực tập sinh, muốn chuyển đổi sang tục cư tê Gino, mà chuyển giống như là chuyển khác ngành á, mà nợ chứng chỉ á, chuyển khác ngành mà nợ chứng chỉ á, thì chỉ được phép xin visa Katsudo này một lần thôi, một năm thôi. Hết trong vòng một năm đó, hết hạn visa thì các bạn phải có đổ chứng chỉ để các bạn chuyển sang tục Tegino ha, chứ các bạn không có được gia hạn thêm lần thứ hai nữa. Cho nên là ai mà có cái visa mà tục Tegino Katsudo Koyo EJCN này á, một năm á, thì các bạn cố gắng học để mà thi đổ những cái chứng chỉ tục Tegino nhé. Đó, thì trên đây là những cái cập nhật mới nhất ha. Mình xin chia sẻ để mọi mọi người biết những cái thông tin mà chuẩn bị cho tương lai ha. Thì ở bên dưới á, mình sẽ bên dưới video á, mình sẽ ghi ra bằng chữ bên comment đó. Bạn nào không muốn nghe video thì xem, click vào ở dưới xem để mà đọc cho nó rõ hơn ha. Đó, mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Nếu các bạn thấy kênh YouTube của mình có ích thì mong các bạn hãy nhấn follow để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.